coi luôn các bạn. Như tiên cảnh ấy. Ngay bên này cũng có bàn ăn rồi các bạn. Anh đặt rồi đấy. Anh cho em xin tên ạ. Anh Nghĩa. Ừ, hoặc là chị Huyền. Anh Nghĩa hoặc là chị Huyền đúng không ạ? À chị Huyền. À, anh vào đây có thể là chị Huyền đúng không ạ? Đây là không gian bên trong quán. Em ơi, bên nhà mình là có tầng mấy tầng em nhỉ? Mình phải 4 tầng. À 4 tầng à? À. Có 4 tầng các bạn ạ. Đây là không gian của tầng 1. Ồ, có chỗ ngồi trên này luôn. Mình đang đi lên tầng 2 các bạn ạ. Tầng 2 không gian như thế này. Khá là đông thực khách rồi. Bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi các bạn. Chắc là mình sẽ đi lên tầng 3. Mình đang có mặt tại tầng 3 các bạn nhé. Mỗi một tầng thì mình cảm giác là thiết kế theo một cái kiểu riêng. Ở tầng 3 này thì là không gian, nó có không gian riêng các bạn ạ. Cho từng nhóm khách hoặc là cho gia đình. Có những cái không gian riêng như thế này. Những cái ô riêng. Mình thử lên tầng 4 nữa các bạn nhé. Mình đang đi lên tầng 4. Ở Vị Lai này là có 4 tầng nhé. Mình đang tham quan cả 4 tầng luôn. Em cho anh xem không gian của cái phòng. Mỗi một tầng là thiết kế theo một cái cách phong cách riêng các bạn ạ. Cảm giác rất là thư thái, có phòng riêng. Không gian rất là riêng tư. Cảm giác như kiểu càng lên cao là cái không gian riêng tư nó càng có ấy. À, kho. Rồi. Sau khi tham quan cả 4 tầng ấy thì mình quyết định là sẽ là chọn ở ngoài sân luôn, ở tầng 1 luôn, vì ở đây là thoáng và sáng nhất. Đây, chắc là mình sẽ ngồi ở đây các bạn. Các bạn ơi, đồ đã lên hết rồi. Hôm nay là mình gọi suất buffet. Suất buffet ở đây là 250.000 một người nhé. Đồ đã lên rất là nhiều rồi, các bạn xem là có những món gì nhé. Đây là súp gà ngô nấm này, phở cuốn rong biển này, củ sen tẩm cốm và đậu đăng hoa, đậu củ rơm xôi chiên phồng, cơm cháy kho quẹt, nem rán, đậu chiên tam vị,
salad bạch tuyết, rau củ nhân tâm, salad củ dền, chả linh ly, cuốn tàu biển nướng cay và đậu non sốt cà ri Nhật các bạn ạ. Vẫn là đậu phụ ở trong, vẫn là lớp đậu phụ ở trong các bạn. Đây đây, đây. Mọi người nhìn thấy không? Đậu phụ trắng ở trong này. Ở trên này là có ớt bột và lớp bột gì đó vàng vàng này các bạn này. Không biết gọi tên là cái gì. Vì cùng là đậu cho nên là mình thấy là nó hơi hơi giống với cả cái đậu lúc nãy này mình ăn các bạn ạ. Mình sẽ ăn thử đến xôi chiên phồng các bạn nhé. Xôi chiên phồng. Theo như mình thấy thì là ở đây là nó có nấm. Ruốc nấm ở trên này các bạn này. Xôi rất là dẻo. Ruốc nấm rất là thơm. Món cơm trái kho quẹt chắc là mình sẽ ăn sau đấy các bạn ạ. Mình để tạm nó đây đã. Bây giờ mình sẽ chuyển sang món nem rán. Đây là nem rán này. Còn đây là đậu chiên tam vị này các bạn này. Đó. Nem rán. Làm rất giống là như là nem bình thường mình ăn ở nhà các bạn. Đó. Ở ngoài nhìn rất là giống luôn. Xem ăn như nào. Bên trong rất là thơm. Nem là mình sẽ chấm vào cái nước chấm này các bạn nhé. Lâu lắm rồi mình mới ăn chay. Hồi mình còn bé là mình có một lần mình ăn chay ở, nhưng mà ăn ở chùa các bạn ạ. Rất là lâu rồi. Hồi đấy là ăn không được, cảm giác không được ngon cho lắm đâu. Nên là mình tưởng là đồ chay nó sẽ không ngon được bằng những cái đồ thịt như bình thường. Thì là gần đây là có một số học sinh là cũng giới thiệu cho mình là đồ ăn chay ở một số quán, ví dụ như là quán Vị Lai này. Mình hôm nay đến ăn thử và thấy là cái vị của nó rất là khác biệt so với cái vị mà mình đã ăn ở chùa cách đây lâu năm rồi, nhiều năm rồi. Rất là ngon, các bạn nên thử nhé. Các bạn ơi, rau củ nhân tâm. Đây các bạn, có cà chua ở đầu. Đó. Chắc chắn là không có thịt đâu. Nhìn giống y như là những miếng thịt đan xen ở đây. Còn nấm các bạn này. Nấm. Rau củ này đã được tẩm ướp khá là đậm đà. Nấm rất là giòn, thơm. Cảm giác rất là tươi các bạn. Dưa chuột. Ngon. Bình thường là chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày là mình hay ăn thịt. Thế thì thỉnh thoảng mình đổi bữa mình ăn món chay cũng là một cái ý kiến rất là hay. Ăn rất là ngon.
cái không gian ở đây cũng rất là thanh tịnh các bạn ạ, cảm giác rất là thư thái. Thực ra ấy, là cái vị trí ngồi của mình là mình muốn là muốn ở trong kia cơ, có cái đài sen các bạn có nhìn được không đó, nhưng mà muốn ở cái vị trí đấy là các bạn phải đặt trước 2 đến 3 ngày các bạn nhé mới có cái vị trí đấy nhé. Còn mình mới đặt hôm qua thôi nên là mình phải chọn những cái vị trí khác, nên là bạn nào mà muốn có cái vị trí đấy thì nhớ là đặt trước 2 đến 3 ngày nhé. Ở đây mình có chả linh ly các bạn ạ. Mình thử chả linh ly các bạn nhé. Đậu phụ. Nhân mình thấy là đa phần là đậu phụ. Vị rất là thơm. Mình cảm thấy là cái món này nó cũng hơi hơi nhạt nhạt. Mình có thể chấm vào cái mayonnaise này. Mình có rong biển. Cuốn tảo biển nướng cay. Cuốn tảo biển nướng cay các bạn ạ. Đó. Giống như chả xương sông ở nhà là mẹ hay làm. Ở trong cũng là đậu. Mình thấy là đa phần các cái món chay đều là có nhân từ đậu các bạn ạ. Được chế biến các kiểu từ đậu. Cũng vẫn hơi nhạt. Chấm. Mình thích chấm bằng nước này các bạn, nước mắm này. Cũng ngon. Đậu non sốt cà ri Nhật. Thấy các bạn nhìn rõ không? Cái này mình nghĩ là mình phải dùng thìa các bạn ạ. Đây, bạn nhìn rõ không? Đậu non sốt cà ri Nhật. Đây cũng là nấm các bạn ạ. Rất là ngon. Chấm đi. Sau khi ăn những cái món vừa xong ấy, mình lại thấy hơi háo háo. Đây là trà gạo lứt táo các bạn ạ. Đây là cái món đồ uống mà best seller của quán luôn. Ống hút thân thiện với môi trường. Các bạn ơi, trong lúc chờ nồi lẩu sôi nhé. Mình có lẩu như này các bạn này, đó. Nhưng mà chờ trong lúc chờ nó sôi thì mình sẽ thử món cơm cháy kho quẹt các bạn này. Đó. Đây, chấm vào đây.
hơi khó chấm. Chắc là mình sẽ phải dùng thìa để mình. Ở trên vẫn là rỗng lắm. Cơm rất là giòn, thơm. Ăn cơm trái hơi khô nên là mình sẽ uống thêm nước. Theo như mình thấy thì là nồi lẩu đã sôi rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ đồ vào nồi các bạn nhé. Mình sẽ nhờ bạn của mình bỏ. Bạn mình bận rồi, ừ. Nên là mình sẽ tự túc là hạnh phúc. Cho ngô trước đi, cho ngọt nước, nấm các loại. À các bạn ơi, nồi lẩu đã sôi lại rồi, cho nên mình sẽ cho thêm một số loại rau vào nhé. Wow, đây là lẩu riêu cua các bạn ạ. Nhưng mà nhớ là lẩu riêu cua chay nhá, chứ không phải là có con cua ở đây đâu nhá. Mình sẽ cho nấm tiếp đi. Lúc nãy là đã cho một phần rồi, nhưng mà mình nhận ra lúc nãy là nước chưa được sôi cho lắm, nên mình đã đậy lại cho sôi thêm rau. Mình sẽ cho đậu vào các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đậy lại, chờ cho nó sôi lại. Một lần nữa thì mình ăn. Lẩu sôi rồi các bạn ơi. Wow. Mình sẽ thử một chút nước trước các bạn nhé. Trời mùa đông Hà Nội mà được hì hụp hụp những cái nước nóng như thế này rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn đảm bảo là nước nó phải nguội nguội dần nhá, mới húp nhá, không là phỏng mồm nhá. Chua ngọt.
Mặn vừa các bạn ạ, rất là đậm đà. Mình sẽ lấy một số đồ trong này. Đấm và cải thảo. Đậu phụ các bạn, ngô, ăn lẩu mình rất thích ăn ngô luôn, rất là ngọt. Cái nước lẩu thì mình thấy là nó không khác gì so với là cái nước lẩu riêu cua bình thường. Rất nóng các bạn. Bạn nào mà ăn không cẩn thận là phòng mồm, nên là các bạn phải kiên nhẫn chờ đợi. Lại là một câu nữa, chờ đợi là hạnh phúc. Rất là nóng, nước rất là ngọt luôn. Mình sẽ ăn một chút hoa chuối. Hoa chuối các bạn. Hoa chuối và có mùi tía tô các bạn nhé. Có cả lá tía tô ở đây nữa. Mình nhận ra cái vị tía tô này này. Mình nhớ lại là lúc nãy mình ăn một cái món nào đó ở đây là cũng có cái vị tía tô ở đấy. Có cả giá. Nước rất là ngọt các bạn. Mình sẽ ăn thêm chút bún các bạn nhé. Cảm ơn em. Nước lẩu rất là ngọt, chua, thơm, rất là thơm. Nó vẫn ra được cái mùi hương vị của cua các bạn ạ. Hôm nay khi mà mình đang ăn lẩu ấy là bạn nhân viên có mang ra cho mình một số món. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn bây giờ nhé.
Đây là bánh mì cay các bạn này, hoành thánh chiên, và trông có vẻ rất là bình thường, nhưng cái tên của nó khá là mỹ miều các bạn ạ. Miến tiến vua. Mình sẽ ăn thử các bạn nhé, các bạn ăn cùng với mình nhé. Bánh mì cay này chắc là sẽ chấm vào đây đây. Cái sốt rất là thơm, rất là thơm. Ở đây là có cái gì đấy các bạn này, rau củ ở dưới. Khoai tây, cà rốt, rất là thơm. Mình thử hoành thánh chiên các bạn ạ. Ở trên này người ta trang trí rau mầm. Vẫn thành phần là đậu giống như nhiều món các bạn ạ. Vỏ hoành thánh, miến tiến vua các bạn ơi. Miến này mình thấy là giống như cái miến Hàn Quốc các bạn. Thêm một chút miến nữa. Các bạn ơi, mình vừa cùng với các bạn thưởng thức xong buffet chay ở Vị Lai ngày hôm nay. Mình thấy là cái bữa ăn ngày hôm nay thì rất là ngon, rất nhiều món, rất là đa dạng. Những cái món dù là những món chay thế nhưng mà nó có cái hương vị rất là giống như là thật các bạn ạ. Với cái mức giá là 250.000 một người, mức giá trung bình trên thị trường mình thấy là ở các quán bình thường ấy thì là tầm khoảng hơn 100.000 các bạn ạ. Thì ở đây là 250.000 là hơi cao hơn, thế nhưng mà với cái sự đa dạng và độ ngon của các món ăn thì mình thấy là như vậy là rất là hợp lý. Chắc chắn mình sẽ quay trở lại. Mình hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh Mèo Hoang Ăn thì hãy ấn subscribe, like và share giúp mình nhé. Bye bye các bạn.